Xin chào mọi người, rất vui được gặp mọi người trong video ngày hôm nay. Thì quý vị đang lắng nghe bộ truyện Xuyên Thành Cai Ngục Tại Dị Giới được phát sóng tại kênh MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Hôm nay thì Trang sẽ tiếp tục lên cho quý vị tập 3 của bộ truyện này. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Cố thành Phong hoàn toàn không để ý đến đôi mắt của thị vệ đã sắp bốc hỏa vừa ăn vừa bắt chuyện ta tên tư vi công tử thì sao tư vi chớp chớp đôi mắt to tò mò nhìn cố thanh phong hiển nhiên nàng ấy sống lâu trong khuê phòng nên đều rất tò mò đối với người và phật ở bên ngoài già giáo tốt làm cho nàng ấy không tiếp xúc quá nhiều với nam tử ở bên ngoài cho nên kiểu người gặp được trong cuộc hành trình như cố thanh phong quả thật có chút mong muốn nói chuyện phím. An cư từ nguy sao? Một cái tên rất hay. Tên ta là Cố Thành Phong. Cố Thành Phong trong miệng vừa nhai thịt nướng, vừa nói chuyện nên có chút không rõ. Cố Thành Phong, Thành Phong minh nguyệt, Từ Vi mỉm cười nói. Đúng rồi, các người đang muốn đi đâu vậy? Cố Thành Phong thuận miệng hỏi. À, gia phụ mấy ngày trước được điều chuyển đến quận Ngô Đồng nhậm chức, hiện giờ đã ổn định nên bảo ta đến tìm ông ấy. Điều chuyển, cố Thanh Phong vừa nghe từ này lập tức hiểu, xem ra từ vi chắc là con cháu nhà quan lại, có thể nuôi dưỡng được một vị tiểu thư khuê các như vậy, khẳng định không phải là quan nhỏ, hơn nữa còn là điều chuyển đến quận Ngô Đồng, trùng hợp như vậy. Khụ khụ, Lúc này lão già ở một bên đột nhiên ho khan hai tiếng, tư vi hơi sừng sốt, lập tức hiểu được là ý gì, có chút ngượng ngùng gật đầu với lão già. Quận Ngô Đồng sao? Rất trùng hợp, ta chính là nhân sĩ của quận Ngô Đồng. Tư vi đôi mắt đẹp sáng người. Thật vậy sao? Vậy thật đúng là rất trùng hợp, không nghĩ tới, cố công tử là nhân sĩ của quận Ngô Đồng. Không biết công tử có thể giới thiệu một chút phong thủ nhân tình nào ở quận Ngô Đồng được không? Vậy xem như tiểu thư hỏi đúng người rồi, quận Ngô Đồng này im lặng. Cố Thanh Phong đang muốn giới thiệu, đột nhiên lão già ở một bên lên tiếng ngắt lời. Cố Thanh Phong nhướng mày, nhìn về phía lão già, kết quả lại nhìn thấy vẻ mặt lão già nghiêm túc, giống như đang đối mặt với kẻ thù, tập trung nhìn chằm chằm ngoài cửa, dường như xuyên qua cửa nhìn thấy cái gì đó. Những thị vệ còn lại nhìn thấy lão già phản ứng như vậy, ngay lập tức đứng dậy, rút ra trường đao, nhắm ngay cửa. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dị thường lộn xộn, giống như có hơn trăm người đang chạy. Âm thanh từ xa đến gần, càng lúc càng lớn. Sắc mặt lão giả biến đổi, vội vàng nói. Các người bảo vệ tiểu thư cho tốt, lão phu đi ra ngoài xem một chút. Nói xong không đợi thị vệ trả lời, lão giả lắc mình một cái, ngay lập tức biến mất. Cố thành phòng kinh sợ, thầm nghĩ tốc độ thật nhanh, dùng mắt thường hoàn toàn không phát hiện được. luồng khí tức mà lão giả vừa mới lộ ra trong tích tắc đó, thật sự là cương khí cảnh. Tụ khí, nội khí, chân khí, cương khí, tiên thiên. Năm cảnh giới của võ giả, lão giả này lại thiếu một bước nữa là có thể lên đỉnh tiên thiên tông sư võ giả của cương khí cảnh đó chính là tương đương với trừ ma sứ địa giai. Điều này làm cho cố thanh phong có thể phán đoán sơ bộ về thân phận của tư vi. Phụ thân nàng ấy chắc chắn là đại quan số 1 số 2 của quận Ngô Đồng. Đồng thời cố thanh phong cũng mơ hồ, có chút lo lắng, bản thân chỉ sợ không cẩn thận, bị cuốn vào sự kiện lớn gì đó, có thể làm cho một kẻ cường giả của cương khí cảnh khẩn trương như thế. Điều này chứng tỏ người tới ít nhất cũng phải là cường khí cảnh. Bây giờ cố thanh phong thật sự có chút hối hận rồi. Vì sao bản thân lại muốn ở miếu sơn thần tránh mưa chứ? Cứ trực tiếp đi thẳng không phải là xong rồi sao? Khắc khắc khắc, hình lão quỷ, ngươi làm cho ta có thể dễ tìm quá. Không nghĩ tới hít quan đạo ngươi không đi, lại mạo hiểm đi con đường nhỏ này. Một tiếng cười quái dị khan khan trầm thấp từ bên ngoài miếu sơn thần vang lên làm cho người khác nghe phải dùng mình một cái người là bạch cốt thượng nhân của huyết mà giáo giọng nói của lão già có chút sợ hãi coi <laughs> như người có chút kiến thức hôm nay bổn tọa cao hứng chỉ cần ngươi giao nữ nhi của tư thanh vân già bổn tọa có thể tha cho ngươi một mạng ừ, lão phú cho dù có chết cũng sẽ không để cho người động đến một ngón tay của tiểu thư. Huyết ma giáo, bạch cốt thượng nhân. Cố Thành Phong có chút sững sờ, nghe không hiểu gì cả. Trước kia hắn chỉ là một tên ngục tốt nhỏ bé, trà trộn ở tầng dưới chót. Loại chuyện có cấp độ cương khí cảnh này, làm sao mà hắn biết được. Cũng may vị tiểu thư khuê các là tư vi này, cũng nghe không hiểu. Lý thúc, huyết ma giáo là gì? Bạch cốt thượng nhân là ai? vì sao ta nghe thấy hình lão dường như rất kiêng kỳ y từ vì có chút khẩn trương hỏi Về mặt lính thị vệ cũng đang nghiêm túc vô cùng tiểu thư huyết mà giáo là một đám võ giả dùng bái yêu ma thành lập giáo phái đám người này đều là kẻ điên bọn họ vì theo đuổi sức mạnh cường đại cùng trường thọ tu luyện yêu ma pháp ý đồ biến bản thân thành yêu ma cho nên đại đa số giáo chúng của huyết ma giáo đều là người không ra người yêu không ra yêu hơn nữa không có chuyện ác nào mà không làm ăn người giống như yêu ma bạch cô thượng nhân còn là cấp cao của chồng đó cường giả cường khí cảnh đồng thời còn là truyền nhân luyện thì nhất mạnh ăn ăn thịt người từ vì kinh sợ hét lên một tiếng khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên vô cùng tái nhợt nàng ấy vốn là một nữ tử yếu đuối nào giờ có nghe qua chuyện kinh dị như vậy cho nên bây giờ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân thể nhũn ra. Cụ mày cố thành phong nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ lấy thân thể mảnh khảnh, mềm mại của tư vi. Nếu không chậm một chút, người ta đã tự mình đứng vững rồi. Tiếp xúc với nam tử xa lạ, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của tư vi ửng đỏ. Cụ mày mang theo mạng che mặt nên không dễ dàng bị nhìn thấy. Tư vi vội vàng dãy ruộng, vùng ra khỏi ngực cố thành phong nàng ấy biết cố thành phòng có ý tốt cho nên cũng không nói gì đám thị vệ lúc này đều ở bên ngoài cảnh giác không ai chú ý tới hành động nhỏ giữa hai người lý thúc tại sao huyết mà giáo muốn bắt ta có phải vì phụ thân không không sai sở dĩ tư đại nhân lần này có thể nhậm chức quận thủ quận ngô đồng cũng là bởi vì cách đây không lâu phá được một đại án liên quan đến huyết ma giáo. Huyết ma giáo muốn bắt tiểu thư người, chỉ sợ chính là muốn lợi dụng người để trả thù tư đại nhân. Cố Thanh Phong ở bên cạnh nghe được đại khái, không nghĩ tới phụ thân của Tư Vi lại là quận thủ của quận Ngô Đồng. Đây chính là chức quan cao nhất của toàn bộ quận Ngô Đồng, là người đứng đầu nha. Nhưng hắn không quan tâm đến chuyện này chút nào, bây giờ hắn chỉ quan tâm đến một điều đó là người của huyết ma giáo rốt cuộc tính là người hay là yêu? tu luyện yêu ma pháp mưu đồ biến bản thân thành yêu ma vậy rốt cuộc cô thành yêu ma hay không thành yêu ma vậy? nếu đã thành yêu ma vậy một mình lão tử cũng có thể quét sạch đám phó bản huyết ma giáo này rồi. À, ta muốn hỏi một chút người của huyết ma giáo rốt cuộc là người hay là yêu? Thủ lĩnh thị vệ nhướng mày. Người hỏi chuyện này để làm gì? Đối phó yêu ma quỷ quái là sở trường của ta, cho nên ta cần xác nhận một chút. Sở trường của ngươi? Đúng vậy, chính thức giới thiệu một chút. Ta, Cố Thành Phong, chính là trừ ma sứ tập sự của Trấn Ma Ti ở quận Ngô Đồng. Vừa dứt lời, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Vẻ mặt của thủ lĩnh thị vệ nhìn Cố Thành Phong như kiểu người đang trêu chọc ta chỉ có tư vi ngây thơ, vui vẻ nói. Thật tốt quá, cố cô công tử, không nghĩ tới huynh lại là người của chấn ma ti. Ta nghe nói trừ ma sứ của chấn ma ti, am hiểu nhất là chạm yêu trừ ma. Vậy thì huynh nhất định có biện pháp đối phó với bạch cốt thượng nhân ở bên ngoài chứ? Tiểu thư, hắn chỉ là một trừ ma sứ tập sự, là trừ ma sứ cấp thấp nhất, tu vi cũng chỉ có tụ khí cảnh mà thôi. Hắn có thể có biện pháp gì chứ? À như vậy à Cô hút công tử Vậy Huynh vẫn nên đừng đi ra ngoài Bọn người Lý Thúc sẽ bảo vệ Huynh Từ vì có chút thất vọng nói Cố Thành Phong lười tranh cãi với bọn họ Các người không cần quan tâm nhiều như vậy Ta chỉ muốn biết Bạch Cốt Thượng Nhân Rốt cuộc là người hay là yêu thôi Người của huyết mà giáo Cơ bản đều là nửa người nửa yêu Tuy rằng bọn họ tu luyện yêu mà pháp, gấy ghép nội tạng yêu ma, nhưng từ người biến thành yêu nào dễ dàng như vậy dù sao nhân tộc và yêu tộc cũng không phải cùng chủng tộc cho nên gọi chung là bán yêu bán yêu cố thành phong đam chiêu lúc này bên ngoài miếu sơn thần đã chuyển đến tiếng đánh nhau kịch liệt hiển nhiên là hình lão và bạch cốt thượng nhân đang giao thủ hệ thống loại bán yêu này có thể gây thương tổn đến ta không cố thành phong thầm hỏi trong lòng âm thanh lạnh như băng của hệ thống quanh quẩn trong đầu cố thành phong. Hệ thống này tên là bị yêu ma công kích lập tức trở nên mạnh hơn, không phải bị bán yêu công kích lập tức trở nên mạnh hơn, hiểu không? Còn mẹ nó mà, hệ thống rác rưởi. Cố thành phong tức giận, mắng trong lòng, đồng thời cũng âm thầm lạnh sống lưng. Hệ thống không được việc, nếu lỡ như hình lão không địch lại bạch cốt thượng nhân, vậy chẳng phải mình cũng sẽ gặp nạn theo sao? Vậy phải làm sao đây? Dầm dầm dầm. Đột nhiên một trận tiếng đập cửa kịch liệt cắt đứt suy nghĩ của cố Thanh Phong. Mọi người nhìn khung cửa lung lay sắp đổ, sắc mặt cũng nặng nề. Tiếp theo, ầm ầm, cánh cửa của miếu sơn thần đã bị phá vỡ. Đập vào mắt chính là hơn hàng trăm sinh vật hình người, quần áo rách dưới, mặt mũi xanh lè, nhè răng nành ra. Âm thanh của hàng trăm người chạy bên ngoài phát ra lúc nãy chính là những sinh vật hình người này chuyển đến. Cố Thành Phong vừa nhìn thấy những sinh vật hình người này, không thể nhịn cười được. Hắn quen thuộc với thứ này, bộ dạng giống như tiểu thi ma, xem ra chắc là cương thi do bạch cốt thượng nhân luyện chế. Lão tử không đối phó được bạch cốt thượng nhân, nhưng đối phó với những cương thi này vẫn dễ như trở bàn tay. Xem ra một lát, có thể tìm cơ hội để phá vòng vây. Gầm! hơn hàng trăm cương thi đồng thanh gào thét, tranh nhau xông vào trong miếu sơn thần. Thủ lĩnh thị vệ phản ứng rất nhanh, lập tức hét lớn một tiếng. Nhanh, bảo vệ tiểu thư! Ngay lập tức lắc mình vọt tới, trận khí cả người bắt đầu khởi động, giờ trường đao trong tay lên, hung hăng chém vào cương thi gần nhất. Cương thi kia bị đao lạnh thấu xương, hung hăng bổ bay, nhưng cũng không bị thương tổn quá nhiều, chỉ là lắc lắc vài cái rồi lại đứng lên thủ lĩnh thị vệ sắc mặt đại biến động giáp thi cương thi được chia thành cương thi bình thường thiết giáp thi đồng giáp thi ngân giáp thi và kim giáp thi trong đó đồng giáp thi đã có ở trong phạm trù võ giả chân khí cảnh cụm mày ở những cương thi này đại đa số đều là thiết giáp thi chỉ có mấy con đồng giáp thi hơn nữa cửa vào chật hẹp cương thi lại không có linh trí không hiểu phá cửa hay là chui cửa sổ thủ lĩnh thị vệ cũng có thể chặn cửa trong một lúc. Thỉnh thoảng sẽ lọt vào một hai con thiết giáp thi, nhưng bốn thị vệ còn lại cũng không phải ăn chay, đều là võ giả nội khí cảnh, đối phó với vài con thiết giáp thi lẻ tẻ cũng dư sức. Cục diện nhất thời có chút rằng co, đám cường thi muốn vọt vào lại bị thị vệ ngăn cản, đám thị vệ muốn xông ra ngoài lại bị cường thi chặn lại. Đương nhiên trận chiến đấu này thắng bại mấu chốt cũng không phải là bọn họ, mà là hình lão đang đại chiến với bạch cốt thượng nhân bên ngoài. Cố Thanh Phong nhân lúc rảnh rỗi, nhìn trộm trận chiến đấu của hai người họ, chỉ thấy hình lão đang chiến đấu với một vị nam tử mặc hắc bào, không thấy rõ dùng mạo. Càng nhìn càng kinh hãi, võ giả cư khí cảnh thật sự không phải cùng đẳng cấp với mình, hai người đó giống như con rối cao bằng người. Mỗi một lần giao thủ, ảnh hưởng để lại đều có thể dễ dàng làm cho rừng cây bên ngoài chấn động ngã giảm một mạng. Tiện tay thổi lên một cơn gió lớn, đã có thể hất bay mặt đất lên ba thước. Loại chiến đấu cấp độ này, cố thành phong cho dù có mình đồng ra sắt, căn bản cũng không chịu nổi chút nào. Chết! Hình lão đột nhiên giống to một tiếng, gân xanh trên mặt nổi lên, cơ bắp trên người giật giật, sau đó lập tức chỉ nghe thấy một tiếng xé toạc, quần áo trên người hình lão đột nhiên chia năm xẻ bảy thế mà xé toạc y phục rồi lộ ra một thân cơ bắp giống như rễ cây cổ thụ chẳng chịt cùng với vô số vết sẹo khắp người dũng mãnh dị thường hình lão giống lớn lên rồi lao tới tướng bạch cốt thượng nhân toàn thân tràn đầy cương khí cuồng bạo muốn liều mạng sao chỉ dựa vào ngươi bạch cốt thượng nhân cười lạnh một tiếng cả người bắt đầu khởi động cương khí Dĩ nhiên không né, không tránh mà nghênh đón hình lão. Ầm ầm, hai chùm ánh sáng hình người hung hăng đụng vào nhau, phát ra tiếng động trời đinh tai nhức óc. Hai bên giằng co một lát, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm. Một bóng gửi mạnh mẽ bay ngược ra ngoài, giống như cày đất, cày ra một khe rãnh mấy chục thước trên mặt đất, cuối cùng đụng ngã vô số cây đại thụ, sau đó khó khăn lắm mới có thể dừng lại còn một bóng người khác lại đứng yên tại chỗ, không tổn hao chút lông tóc nào. Hình lão, từ vì kinh sợ hét lên thành tiếng, giống như trong nháy mắt, mất đi tầm phúc. Bóng người bị đánh bay kia rõ ràng là hình lão, sắc mặt hình lão lúc này tái nhợt, miệng phun ra máu tươi, toàn thân không biết đã bị chặt đứt bao nhiêu xương cốt. Sắc mặt ông ta khiếp sợ, nhìn bạch cốt thượng nhân. Không, không thể nào. Bạch cốt thượng nhân ánh mắt bập bọt cười lạnh. Có cái gì không thể chứ? Lúc này mặc dù bạch cốt thượng nhân không có bị thương, nhưng hắc bào trên người y đã sớm không chịu nổi gánh nặng ảnh hưởng còn lại của trận giao thủ bị đánh ngát bấy. Lộ ra một bộ thân thể màu bạc sẫm, giống như được làm bằng kim loại. Hình lão nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt không khỏi thay đổi điên cuồng, Người, người lại có thể luyện mình thành ngân giáp thi. Bạch cốt thượng nhân nở nụ cười, cũng coi như có chút nhãn lực. Hiện tại ngươi đã hiểu vì sao, ngươi có toàn lực ra đòn, cũng không thể đả thương ta chút nào rồi, đúng không? Đây chính là chỗ mạnh mẽ của cương thi, sinh vật thật là hoàn mỹ nha, đào thường bất khả xâm nhập, sức mạnh vô biên, chỉ cần hút máu tươi là có thể tồn tại lâu dài trên đời. Lần này hình lão hoàn toàn tuyệt vọng, ông ta vốn tưởng rằng song phương đều là võ giả cương khí cảnh. Cho dù mình không định lại, nhưng dốc hết toàn lực, ít nhất bản thân bị thương 10 phần thì cũng có thể đả thương kẻ địch 8 phần. Ai ngờ, Màu dẫn tiểu thư chạy đi. Hình lão lo lắng giống to, <laughs> Các ngươi một người cũng chạy không thoát. Thị vệ bọn họ cũng muốn chạy nhưng bọn họ bị một đám cương thi vây kín, căn bản không thể thoát ra được. Nhìn thấy hình lão đã bại, những người bọn họ cũng không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Tư Vi vốn là một nữ tử yếu đuối, nhìn thấy hình lão bị thương, tất cả mọi người đều sắp chết, đôi mắt đẹp đỏ hoe muốn rơi lệ. Ngay khi mọi người đang tuyệt vọng, Cố Thanh Phong lại nở nụ cười, hắn vô cùng vui vẻ hệ thống cương thi cũng tính là phạm vi yêu ma quỷ quái đúng không cố Thanh phong hỏi ở trong đầu tính hệ thống lạnh lùng trả lời một chữ cố thành phong càng cười vui vẻ hơn khoảnh khắc hình lão bị đánh bại hắn vốn tử rằng mình đã chết chắc dù sao hệ thống của mình không có hiệu quả đối với nửa người nửa yêu nhưng ai ngờ bạch cốt thượng nhân này lại là lang diệt ai đời lại luyện chính mình thành cương thi cơ chứ biến thành một con yêu mà chính gốc <laughs> hôm nay ta cần phải hiền thánh trước mặt mọi người cố thành phong thì thầm nói tư vi cách cố thành phong gần nhất nghe được mấy chữ theo bản năng nhìn về phía cố thành phong mỉm cười cố công tử Huynh nói cái gì vậy thánh gì cố thành phong nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng bóng <laughs> không có gì Ta muốn nói là cảm ơn thịt nướng của cô nương, rất ngon, để báo đáp, ta sẽ giúp cô nương giải quyết Bạch Cốt thượng nhân." Tư Vi mở to đôi mắt đẹp, vẻ mặt không thể tin nhìn Cố Thành Phong. "Cố cô công tử, huynh thật sự có thể?" "Tiểu thư, đừng nghe tiểu tử này nói lung tung, hắn rõ ràng bị dọa đến phát điên rồi." Thủ lĩnh thị vệ ở một bên đột nhiên cắt ngang nói. Cố Thành Phong không phản bác lại, mà chậm rãi đi lên phía trước, vỗ vỗ bả vai thủ lĩnh thị vệ, thản nhiên nói, xin nhường đường. Tiểu tử, người... Thủ lĩnh thị vệ còn chưa kịp nói xong, cố thành phòng đã không nhanh không chậm đi qua bên cạnh hắn ta. Hắn đi ra khỏi vòng phòng ngự, thong dong nghênh đón bảy cương thi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, lời nói đến miệng cũng bị kẹt ngay ở cổ họng. Bọn họ sững sờ nhìn cố thanh phong, không biết hắn muốn làm gì. Người có thể tưởng tượng loại cảnh tượng đó không? Một người đối mặt với hơn hàng trăm con cương thi, giữ tợn hung tàn, cứ như vậy từng bước từng bước, thong dong bình tĩnh đi tới. Mọi người đã có thể tưởng tượng cảnh, cố thành phong bị đám cương thi phân thây, xé thành từng mảnh. Một giây sau, cố thành phong đâm đầu vào trong đám cương thi, cả người bị cương thi tranh nhau cắn nuốt như tổ ong vây quanh. À, từ vì kinh sợ hét lên tiếng, bọn thị vệ trợn mắt há hốc mồm, không biết vì sao Cố Thành Phong có thể bình tĩnh đi chịu chết như vậy. Một giây sau, mọi người cuối cùng đã không nhìn thấy bóng dáng Cố Thành Phong, bởi vì hơn hàng trăm cương thi nhào vào người hắn. Trong bầy cương thi, Cố Thành Phong đứng sừng sững với vẻ mặt mừng rỡ. Âm thanh nhắc nhở không bị gián đoạn vang lên trong tâm trí như thể là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới. Đinh, ngươi bị thiết giáp thi công kích, phòng thủ cộng 20, cộng 20, cộng 20, cộng 20. Đinh, ngươi đã bị tấn công bởi thiết giáp thi, phòng thủ cộng 30, cộng 30, cộng 30, cộng 30. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Cố Thành Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình bị vô số dòng nước ấm cường hóa, cơ bắp da thịt xương cốt của hắn càng ngày càng cứng rắn hơn ánh sáng màu vàng xanh ban đầu của mình đồng ra sắt, càng ngày càng sáng người. Trong đó màu xanh đang chậm rãi mất đi, ánh sáng vàng lại càng ngày càng nhiều, giống như đang xảy ra một loại biến hóa về chất nào đó. Cuối cùng, Đinh, chúc mừng phỏng ngự của ký chủ đột phá giới hạn trên, đồng bi thiết cốt, tiến hóa thành kim cường thể. Đến lúc này, màu vàng xanh trên người cố thanh phong hoàn toàn lột xác thành màu vàng cơ bắp cả người giống như được rát vàng mà lúc này âm thanh thông báo trong đầu hắn cũng không còn vang lên nữa hắn tiếp tục chậm rãi đi về phía trước những cương thi kia giống như mặt dây chuyền trên người hắn không ngừng cắn di chuyển theo hắn nhưng từ xa thật giống như một quả bóng lớn do cương thi tạo thành đang nhúc nhích từ từ đám người tư vi đều sững sờ di chuyển di chuyển rồi Thủ lĩnh thị vệ khiếp sợ nói Vì sao bảy cương thi này lại tự mình di chuyển chứ? Chẳng lẽ là cố công tử? Tư vi nhớ lại nụ cười đầy tự tin vừa rồi của cố Thanh Phong Luôn cảm thấy vị công tử anh Tuấn này không giống như đã phát điên Mà càng giống như trong lòng đã có dự định sẵn rồi Không quan tâm được nhiều như vậy Đi ra ngoài trước rồi nói sau Thủ lĩnh thị vệ vội vàng mang theo thuộc hạ che chở tư vi lao ra khỏi miếu sơn thần chuyện gì đang xảy ra vậy ánh mắt của bạch cốt thượng nhân hướng về phía này không khỏi nhớ mày không rõ vì sao bầy cương thi của mình lại buông tha cho những người này ngay sau đó điều làm cho y khiếp sợ còn đang ở phía sau một bóng người tản ra kim quang lại chậm rãi từ trong bầy cương thi đi ra hắn bước đi thoải mái thong thả hoàn toàn không để ý đến tất cả đám cương thi đang cắn xé cứ như vậy từng bước từng bước đi ra vô số cương thi tranh nhau nhào tới trên người hắn lại không ngừng bị kim quang hộ thể bắn ra mà bóng người này chính là cố thành phong đám thị vệ khiếp sợ cảnh tượng xuất hiện trước mắt hoàn toàn vượt qua sự lý giải của bọn họ làm sao làm sao có thể như thế được thủ lĩnh thị vệ trợn mắt há hốc mồm nhìn cố thành phong kim quang lấp lánh giống như thiên thần hạ phàm vẻ mặt không thể tin được tư vi nhấp nháy đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú cố thành phong hình lão bị thương ngã trên mặt đất nhìn thấy một cảnh tượng này cũng không khỏi hít sâu một hơi thân là cường giả cương khí cảnh mặc dù có tự tin có thể đối phó được với những cương thi này nhưng tuyệt đối không làm được thoải mái như vậy Giống như không có việc gì, tùy ý để cương thi công kích, bản thân lại không chút thương tổn nào. Giờ khắc này, cho dù kẻ ngốc cũng nhìn ra, cố thành phong bất phản như thế nào. Hình lão đột nhiên nảy sinh hy vọng. Ông ta vẫn luôn cho rằng, cố thành phong chính là một vị võ giả tụ khí tầng ba. Ai mà ngờ tới, bản thân đã nhìn nhầm. Tụ khí tầng ba cũng không làm được như vậy. Điều đó có nghĩa là gì? chứng tỏ tụ khí tầng 3 chỉ là vỏ bọc che giấu của hắn mà thôi. Mà loại vỏ bọc này có thể gạt được cương khí cảnh này của ông ta. Vậy chẳng phải nói người này tu vi vượt xa mình sao, hoặc cũng có thể là có bí pháp. Tiểu tự, ngươi là ai? Bạch cốt Thượng Nhân nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Phong. Chủ yếu một thân kim quang này của Cố Thanh Phong thật sự là quá chói mắt, muốn không gây chú ý cũng khó. Cố Thành Phong giống như một vị hoàng đế, đi vi hành trong nhân gian. Đám cường thì phía sau, giống như những người hầu của hắn đang đuổi theo. Hắn nhẹ nhàng dương mắt, nhìn Bạch Cốc Thượng Nhân thản nhiên nói. Ta chỉ là một lữ khách bình thường. Trên đường đi được vị cô nương này dùng thịt nướng khoản đãi để làm quà đáp lễ. Cho nên đặc biệt mời ngươi chịu chết đi. Không biết các hạ có thể tự sát được hay không? như thế cũng tiết kiệm cho ta rất nhiều phiền phức. Lời này vừa nói ra, xung quanh yên tĩnh, những lời nói bá đạo được nói ra bằng giọng điệu bình thản, làm cho tất cả mọi người ở đây đều bị sốc nặng. Đến tột cùng, là tự tin thế nào, thực lực ra sao, mới có thể nói ra loại lời này, mới ngươi chịu chết với một vị cường giả cương khí cảnh, còn là ngân giác thi mọi người đã nói không rõ được bản thân đang suy nghĩ cái gì chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng hơn nữa thủ lĩnh thị vệ trước đó khinh thường cố thanh phong tâm trạng lúc này lúc nắng lúc mưa không ổn định chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là cao nhân chỉ có tâm trạng của tư vi khác hoàn toàn với tất cả mọi người có thể thân là con gái điểm chú ý của nàng ấy không phải những lời nói bá đạo thế nào của cố thanh phong mà là câu nhận được sự khoản đãi của cô nương làm quả đáp lễ. Làm cho Tư Vi không biết tại sao, trong lòng cảm thấy nổi lên một chút gợn sóng. Từ xưa, mỹ nhân đều yêu anh hùng, đặc biệt càng yêu anh hùng vì mình hăng hái đứng ra. Bỏ ta tự sát. Bạch cốt Thượng Nhân giận quá thành cười. Người nghĩ người đang nói chuyện với ai? Bà Tôn chính là người đứng đầu trong tứ đại hộ pháp của huyết mà giáo là người thiên hạ đệ nhất tiên thiên tông sư ngươi là cái thá gì không biết trời cao đất dày cũng phải có mức độ thôi nói đoạn bạch cốt thượng nhân nén giận xuất thủ chỉ thấy y vươn bàn tay phải ra cương khí trên bàn tay ngừng tụ lại không khí trong vòng bán kính ba thước trong nháy mắt bị đánh bày ra trong bàn tay của bạch cốt thượng nhân dường như có một lốc xoáy không khí cấp tốc chuyển động áp suất dữ dội sau đó y tung ra một trường. Một trường mang theo tức giận này đúng là long trời lở đất. Đột nhiên như thể từ trong hư không xuất hiện một làn sóng hung tợn ập đến, khiến cho đất đá sụp đổ. Làn sóng dữ dội quét qua mạnh đến nỗi lật tung cả bốn phía lên. Uy thế của một trường này không khỏi khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi kịch liệt, giống như trời sập vậy. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy bạch cốt thượng nhân ra tay toàn lực. Người đệ nhất của tâm sư, cường khí cảnh đỉnh phong, đúng thật là không phải khoác lác. Thậm chí đến cả hình lão cũng là cương khí cảnh, nhìn thấy một trưởng này cũng hết cả hồn. Vì một đòn này đã sắp vượt đến ngưỡng tông sư, hóa ra vừa nãy giao thủ với bạch cốt thượng nhân, y chưa dùng hết sức đâu, vẫn còn đang đùa giỡn mình. Đối mặt với một đòn khủng khiếp như thế, Cố Thành Phong sẽ đỡ như nào đây? Liệu hắn có đỡ được không? Trong khi tất cả trái tim của mọi người treo ngực lên, bởi vì Cố Thành Phong mang trên người hy vọng của họ, một khi hắn thua thì tất cả đều phải chết. Cố Thành Phong bị trưởng phong bao vào chính giữa cơn lốc, sắc mặt lại hết sức thản nhiên, chắp hai tay ra sau lưng, hoàn toàn không có ý định có chút cử động nào hết, giống như chẳng thèm để ý đến một trường này. Ánh mắt bạch cốt thượng nhân càng thêm hung ác, y không nhìn thấu được cố thanh phong, nghĩ chắc hẳn có chỗ dựa dẫm. Vì vậy y vừa ra đòn, đã đánh một trường toàn lực, dồn người ta vào chỗ chết. Như gã sống đến nhường này, tất nhiên phải hiểu rõ đạo lý, cá lớn nuốt cá bé. Bây giờ thấy cố thanh phong ngông cuồng như vậy, không tránh không né đòn, không nhịn được, cười lạnh một tiếng từ trong lòng. Một trưởng này chứa công lực mười mấy năm, người đỡ được chắc cho dù là tiên thiên tông sư cũng không thể tay không đón một trưởng này đâu. Sau một giây tiếp theo, trưởng phong mang cường khí khủng khiếp, giống một quả đạn pháo đập thật mạnh lên người cố thành phong. Đoàn Một tiếng nổ kinh thiên động địa dung chuyển cả đất trời. Cắt ngang màn trời đêm, giống như một quả đạn pháo oanh tạc, lấy trung tâm từ cố thanh phong. Cả vùng đất đá bay lên tung tóe bụi đất bốc lên mù mịt tận mấy thước. Toàn bộ cơ thể của cố thanh phong bị bùi lấp trong đống đất đá. <cười> Tiếng cười quái dị của bạch cốt thượng nhân ở giữa sân vang lên. Không ai, không ai có thể chịu được một đòn này nếu không có bất kỳ chuẩn bị nào. Đã ăn cơm chưa đấy? Đột nhiên một giọng nói rưng rừng từ trong đống đất đá truyền ra. Tiếng cười của bạch cốt thượng nhân im bặt giống như một con vịt bị bóc cổ. Trong nháy mắt, sắc mặt y hoàn toàn thay đổi không thể tin nổi nhìn về phía trước, như nhìn thấy quỷ vậy. Chỉ thấy một ngọn gió nhẹ từ trong núi thổi qua, bụi đất tan đi, một bóng người tỏa ra kim quang, đứng sừng sững tại chỗ. Trên gương mặt của bóng người đó, nở một nụ cười mỉm, lặng lặng nhìn chăm chú về phía bạch cốt thượng nhân. Trong phạm vi bán kính ba trượng xung quanh hắn, mặt đất như trải qua một cơn động đất, sụp xuống hẳn mười thước xác chết nằm la liệt ở khắp nơi, xương trắng nghiền thành bụi. Đấy chính là bầy cương thi của bạch cốt thượng nhân. Còn bóng người đứng vững không đổ kia chính là cố thành phong. Cố thành phong từ trong đống xác chết xương trắng đi ra, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, từ tốn mở miệng. Chỉ có thế này thôi hả? Ngữ khí của hắn bình tĩnh, trong bình tĩnh kèm theo một chút xíu thất vọng. Không thể nào! Bạch cốt thượng nhân điên cuồng gào lên, bởi vì khung cảnh ở trước mắt này thật sự đã thách thức quá tam quan của y. Khổ tu mười mấy năm đều như một ngày, thậm chí vì truy cầu sức mạnh mà y cam chịu biến thành yêu ma. Hôm nay y tự cho bản thân đã có được sức mạnh lớn nhất, dùng một trưởng đánh chết cái tên non trẻ này, thế mà tất cả đều là trò cười. Rốt cuộc ngươi là ai? Bạch cốt thượng nhân giận dữ gào thét điên cuồng thậm chí y còn chưa nhận ra trong âm thanh của mình đã có một chút sợ hãi ta ứ cố thành phong mỉm cười xin tự giới thiệu ta là cố thành phong một tên chữ ma sứ tập sự của trấn ma ti quận ngô đồng tĩnh lặng khung cảnh lại rơi vào vẻ tĩnh lặng quỷ dị thêm một lần nữa đây là lần thứ hai cố thành phong nói câu này lời vẫn giống nhau nhưng hiệu quả mang lại hoàn toàn khác biệt lần thứ nhất nhận lấy diễu cợt và ánh nhìn khinh thường nhưng lần thứ hai không ai dám chế diễu năm chữ trừ ma sứ tập sự nữa rồi từ vì nghi ngờ nhìn về phía thủ lĩnh thị vệ dường như đang dùng ánh mắt hỏi chẳng phải người bảo trừ ma sứ tập sự yếu lắm hả thủ lĩnh thị vệ lúc này cũng sốc không nói thành lời loại sức mạnh này mà là trừ ma sứ tập sự á rõ ràng là trừ ma sứ thiên giai rồi còn đâu. Người đùa ta đấy à? Người nghĩ người thắng được chắc. Bạch cốt thượng nhân lại gầm lên một tiếng giận dữ. Y còn tưởng cố thành phong đang cố ý chiêu mình. Tiền thiên tông sư thì sao? Hôm nay bản tôn sẽ diệt tông sư. Bạch cốt thượng nhân giờ đã coi cố Thành phong thành tiên thiên tông sư, bằng không sẽ không có câu giải thích nào cho việc tại sao cố Thành phong ăn một đòn toàn lực của mình lại không có tí hao tổ nào trong suy nghĩ của y cố thành phong chắc chắn là một lão quái vật có thuật chú nhan nên mới có diện mạo của một thiếu niên trẻ trung nhất định là một tiên thiên tâm sư hơn nữa chắc hẳn là người nổi bật nhất trong tâm sư nếu không thì tất cả đều hết sức vô lý thật ra thì không riêng gì bạch cốt thượng nhân nghĩ như vậy tất cả người ở đây ngoại trừ tư vi không hiểu gì về võ đạo đều cùng chung một suy nghĩ Cố Thành Phong nghe Bạch Cốt Thượng Nhân nói thế, lập tức vui mừng. Ý là y vẫn còn át chủ bài nữa à? Một đòn vừa nãy của Bạch Cốt Thượng Nhân đã giúp sức mạnh phòng ngự của Cố Thành Phong liên tục cộng 100, cộng 100, cộng 100. Giờ hắn cảm nhận được rõ, phòng ngự của mình hình như lại đạt đến mức cao nhất. Giống như lúc đầu, đột phá đến mức cao nhất, mình nhận được mình đồng ra sắt. Nếu bà nãy bị cương thi tấn công đột phá mức cao nhất, nhận được kim cương thể, giờ cũng như vậy, chỉ thiếu một điểm cuối cùng làm nền kích thích, khả năng lớp phòng ngự lại tăng thêm một điểm nữa là có thể phá được cực hạn, rồi đột phá thêm lần nữa. Nên là Cố Thành Phong đang rất mong chờ con át chủ bài chưa lật của bạch cốt thượng nhân này lắm. Còn chiêu nào khác thì dùng hết đi, mong người có thể khiến ta vui vẻ thêm được một lúc. Được lắm, là người ép ta đấy bạch cốt thượng nhân đột nhiên hét lớn một tiếng bạch cốt yêu hỏa theo lệnh của y trên bàn tay của bạch cốt thượng nhân vậy mà xuất hiện một ngọn lửa màu trắng như xương từ trong không khí ngọn lửa đó cực kỳ quỷ dị toàn thân tái lợt màu xương trắng trong ngọn lửa hình như có hình đầu lâu đang nhè răng cười dữ tợn ngay khi ngọn lửa vừa xuất hiện tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng xung nhiệt ập đến nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng lên đến mấy chục độ. Dưới ánh lửa dọi, bóng hình của bạch cốt thượng nhân hơi vặn vẹo méo mó. Chết đi! Bạch cốt thượng nhân kích yêu hỏa bạch cốt bùng lên, ngọn lửa nhợt nhạt giống như vật sống, dít lên lao về phía cố thành phong. Cố thành phong vô cùng mong chờ, nhìn về phía bạch cốt yêu quả, không buồn tránh ra. Hình lão đứng ở một bên, lúc này sắc mặt đại biến, như nhận ra bạch cốt yêu hòa không ổn rồi màu né đi nhưng đã trễ rồi bạch cốt yêu hòa đã ập đến người hắn trong nháy mắt cố thanh phong đã bị ngọn lửa trắng lợt bao phủ nuốt chừng toàn thân hắn bị nó trùm lên kín mít không nhìn rõ đâu và đâu nữa <laughs> bạch cốt thượng nhân tiếp tục phát ra tiếng cười như điên thế gian này vậy mà còn có kẻ ngông cuộc đến thế đối mặt với bạch cốt yêu hòa còn không thèm tránh cho dù tu vi của ngươi cao đến đâu cơ thể mạnh đến nhường nào thì sao chứ bạch cốt yêu hòa của ta đây là dùng xương của hơn một vạn người cộng thêm cốt của hơn một trăm con yêu ma cương khí cảnh tế luyện trong vòng vài chục năm mới ra được lửa này đã thành yêu quái đặc biệt thôn vệ cơ thể linh hồn cho dù ngươi có là tiên Ôi, ấm phết. Từ trong bạch cốt yêu hỏa phát ra một tiếng rên dài khoan khoái. Đinh, người đã dính đòn tấn công của bạch cốt yêu hỏa, hỏa tính thuộc tính, cộng 100, cộng 100, cộng 100. Chúc mừng ký chủ nhận được sức mạnh thiên phú, khống hỏa. Đinh, người đã dính đòn tấn công của bạch cốt yêu hỏa, hỏa thuộc tính cộng 100, cộng 100, cộng 100. Chúc mừng sức mạnh thiên phú, khống hỏa của ký chủ tiến hóa thành ngự hỏa. Không thể nào Sao người vẫn chưa chết Ảo giác nhất định là ảo giác Trên đời này làm gì có người nào Dính bạch cốt yêu hỏa lại không chết chứ Bạch cốt thượng nhân gào lên như bị thần kinh Bây giờ cơ thể của cố thanh phong Từ trong bạch cốt yêu hỏa hiện ra Trạng thái của hắn lúc này rất giống Super Saiyan Chẳng qua là màu trắng thôi Còn gì nữa không Cố thanh phong chờ mong hỏi Thế nhưng có vẻ bạch cốt thượng nhân không có tâm trạng để trả lời nữa rồi. Giống như lên cơn dại, trong miệng điên khùng lầm bầm, không thể nào, không thể nào. Cố Thanh Phong thở dài một hơi. Nếu đã vậy thì người đi chết đi. Thiên phú ngự hỏa lập tức phát động. Bạch cốt yêu hỏa trên tay bạch cốt thượng nhân trong nháy mắt bị chặt đứt. Phụt, tâm thần của bạch cốt thượng nhân bị hao tổn Ông ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức sáng ngoét. Không, bạch cốt yêu hỏa ta khổ luyện mấy chục năm tế luyện, người không được cướp, trả lại cho ta. Được, thế trả lại cho người. Cố Thanh Phong là người dễ nói chuyện mà, ngay tức khắc phát động thiên phú ngự hỏa, bạch cốt yêu hỏa trên người trong nháy mắt bắn ra, bám lên trên người bạch cốt thượng nhân. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể mặc áo liệm ngân giáp của bạch cốt thượng nhân như tờ giấy bắt đầu bốc cháy. Bạch cốt thượng nhân còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết nào, toàn thân tan ra như xác nến, đến cả xương cốt cũng bị đốt cháy đến không còn. Trong đất trời này không còn một chút vết tích nào của y nữa. Thế còn bạch cốt yêu hỏa, cố thành phong dựa vào thiên phú nhực hỏa, há to miệng ra, bạch cốt yêu hỏa trong nháy mắt chui vào trong bụng hắn hiện giờ cố thành phong lại có thêm một con át chủ bài nữa một con át chủ bài có thể uy hiếp cả tiền thiên tâm sư đáng tiếc là bạch cốt thượng nhân không thể khiến điểm phòng ngự của mình đột phá đến mức tối đa hay giả dạ, vẫn muốn xem sau kim cương thể là cái gì cố thành phong có chút mất mát nhưng ngày sau đó hắn đã nghĩ đến chuyện gì đó càng thêm mất mát hơn không thể động vào xác chết được rồi cương giả cương khí cảnh đỉnh đỉnh phòng đấy trong nhẫn chữ vật chắc chắn có vô số thiên tài địa bảo linh bình linh dược bí tịch công pháp vàng bạc đá quý đấy thế là tiêu tùng hết rồi bạch cốt yêu hỏa đốt một phát mất sạch sạch xanh trong nháy mắt cố thành phòng cảm thấy mình mất trắng một trăm triệu bạch cốt thượng nhân đã được giải quyết cương thi cũng chết hết đám người tư vi đứng im ngây người nhìn cố thanh phong đang thở ngắn than dài trong chốc lát không ai dám mở mồm nói chuyện cuối cùng vẫn là tư vi mở lời cố cố công tử người không sao chứ nghe giọng nói dịu dàng uyển chuyển của mỹ nhân cố thanh phong sốc lại tinh thần không có gì tư vi cô nương cô không bị thương ở đâu chứ à, không không có tư vi không biết vì sao đối mặt với sự quan tâm của cố thanh phong hai má đột nhiên hơi nóng bừng lên cụ mày nãy ấy đeo mạng che mặt cho nên không ai nhìn ra được nếu không có chuyện gì chúng ta ăn tiếp thôi nãy thịt nướng rõ ngon đừng lãng phí nhé mọi người nghe xong đều sừng sốt hình như bạch cốt thượng nhân vừa nãy bị dẫm chết như một con kiến còn không quan trọng bằng thịt nướng <laughs> hình lão đứng ở một bên đột nhiên ho khan một tiếng, ngay sau đó kéo cơ thể bị thương đi đến trước mặt cố thanh phong, vô cùng cung kính hành lễ. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, lúc trước lão hủ có mắt như mù, thất lễ với tông sư, hy vọng tiền bối tha thứ. Cố thanh phong tự tay, nâng hình lão đứng lên. Tiền bối cái gì cơ chứ, ta chỉ là một trừ ma sứ tập sự của chấn ma ti mà thôi. Về phần cứu mọi người, cũng chỉ là chức trách nên làm với lại cũng phải nói thịt nướng từ vi của nường nướng ăn ngon thật cố thanh phong còn nháy mắt về phía tư vi làm cho tư vi đỏ hồng hai má cúi đầu không dám nhìn cố thanh phong hình lão gừng càng già càng cay thu hết tất cả vào trong mắt âm thầm cảm thán tiểu thư nhà mình e rằng đã động lòng với người ta rồi thật ra thì nghĩ kỹ cũng phải thôi có cô gái nào có thể từ chối một nam nhân anh Tuấn tiêu sái, thực lực mạnh mẽ, còn hài hước được chứ? Hơn nữa, Cố Thành Phong nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, bản thân chỉ là một trừ ma sứ tập sự, chỉ sợ đang muốn che giấu tung tích. Hình lão đương nhiên sẽ không ngu mà đi vạch trần. Là lão hụt mạo phạm, vậy thì phải đa tạ Cố Công Tử rồi, thật không dám giấu giếm. Lão Hủ chính là quản gia của quận trưởng Tân Hiệp, quận Ngô Đồng, Tư Thanh Vân Đại Nhân. Vị này là tiểu thư của nhà ta, ân cứu mạng của công tử hôm nay, tương lai sẽ có hậu báo. Xin công tử hãy nhận lấy lệnh bài này, sau này nếu ở quận Ngô Đồng gặp phải một vài chuyện vặt không hay, nếu công tử không thích phiền phức, hãy lấy lệnh bài này ra. Trong quận Ngô Đồng mặt mũi lão già nhà ta vẫn còn một ít. Lệnh bài, còn có hậu báo à? Mặt cố thanh phong không đổi sắc, dám vẻ hờ hững không quan tâm, nhưng trong lòng đã mừng rỡ đến nở hoa. Báo đáp của nhà quận trưởng chắc hậu hĩnh lắm nhỉ? Hắn tự tay nhận lấy lệnh bài, chỉ thấy trên mặt lệnh bài có khắc hoa văn phức tạp, ở giữa có bà chữ to, dùng dao khắc lên, ghi bà chữ, quận trưởng lệnh. Ngon, lệnh bài này không phải dạng vừa đâu. Cố Thành Phong cất lệnh bài đi, mỉm cười nói. Tất nhiên là được rồi, chúng ta tiếp tục ăn thôi. Cố Thành Phong nói xong, rồi muốn quay về trong miếng sơn thần, tiếp tục ăn thịt nướng. Nhưng ai ngờ vào chính lúc này, đột nhiên có người chạy ra đứng trước mặt hắn. Cố Thành Phong nhìn kỹ, bất ngờ đây lại chính là thủ lĩnh thị vệ lúc trước nhiều lần nói chuyện lỗ mãng với hắn. Bây giờ trên mặt thủ lĩnh thị vệ Chỉ còn lại xấu hổ Sau đó phịch một tiếng Quỳ trên mặt đất Cốp đập đầu một cái thật mạnh Xin cố công tử thứ lỗi Tiểu nhân lúc trước đúng là bị mỡ heo Che mù mắt Nhiều lần nói nàng không phải lẽ Đụng chạm đến cố công tử Nhưng công tử không để bụng đến những hiểm khích lúc trước Cứu mạng chúng ta Tiểu nhân thật sự rất xấu hổ Xin công tử hãy trách phạt Nhìn thủ lĩnh thị vệ mặt đầy xấu hổ kia trong lòng cố thanh phong cũng chẳng còn chút xíu lửa giận nào hết. Hơn nữa, nói ra có tiếng lời nói xung đột nhau, người ta đã dập đầu xin lỗi rồi, việc này thôi cứ bỏ qua đi. Dù sao tư vi luôn mồm gọi, người này lý thúc, lý thúc, không nhìn sư thầy cũng phải nể mặt Phật. Đúng là nên phạt người. Cố Thanh Phong thản nhiên nói, tư vi ở một bên cũng căng thẳng, hình như muốn xin tha hộ, nhưng bị hình lão ngăn lại ông ta biết uy của tông sư cũng biết rõ tông sư không thể bị ai xỉ nhục loại cường giả như vậy ở thời đại này không phải kẻ phàm phu tục tử có thể mạo phạm mà vừa rồi một tên thị vệ lại dám đắc tội một cường giả tông sư không có tí tốt đẹp nào hết hơn nữa cũng do chính bên mình đắc tội trước cho dù lão gia nhà mình có là quận trưởng cũng không dám khiêu khích trêu trọng tông sư thủ lĩnh thị vệ trong nháy mắt cũng hốt hoảng Thế nhưng vẫn cắn rằng kiên quyết, xin công tử hãy trách phạt. Ừm, cứ phạt người 24 lượng đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sừng sốt. Lập tức bầu không khí nhất thời giãn bớt, mọi người cũng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Thủ lĩnh thị vệ xấu hổ, công tử là tiểu nhân xài trước, đừng nói 24 lượng, cho dù là 200... Sặc bệnh! Hình lão lớn tiếng ngắt lời nói Cố công tử là thân phận gì Có thể nhận bạc của ngươi Cố công tử đã phá lệ khai ân Ngươi còn không mau cảm tạ cố công tử Thủ lĩnh thị vệ đột nhiên tỉnh ngộ Hối hận thiếu chút nữa Không đánh vào miệng thối của mình Cố công tử là tông sư bậc cường giả này còn có thể thiếu bạc Mình đưa tiền chẳng phải là vũ nhục tông sư sao Tiểu nhân cảm tạ công tử Tạ công tử thủ lĩnh thị vệ vội vàng dập đầu tạ ơn, lập tức từ trên người lấy ra 24 lượng bạc, hai tay cầm bạc dơ qua đỉnh đầu. Cố Thành Phong nhìn 24 lượng bạc này, lại nhìn hình lão, trong lòng có chút cạn lời. Trong lòng tự nhủ, tất nhiên ta có thể nhận, tất nhiên là ta có thể nhận hết. Ông ngăn hắn ta làm cái gì? Đó là 240 lượng, tiền lương 10 năm của ta. Hả? cuối cùng Cố Thanh Phong ngại nói ra tiếng lòng của mình chỉ đành nhận lấy bạc hành động này mọi người nhìn thấy biết việc này xem như đã qua tất nhiên cũng vui mừng vì thế mọi người cung kính mời Cố Thanh Phong vào miếu sơn thần bắt đầu nướng thịt cho hắn rắc gia vị thủ lĩnh thị vệ thậm chí còn lấy một bình rượu quý dâng lên cho Cố Thanh Phong mọi người uống rượu thoải mái trong lúc này cố thanh phong ngược lại cũng không tỏ vẻ gì chủ yếu là do đói bụng nên cũng bắt đầu ăn thịt uống rượu mọi người thấy cố thanh phong thân là tông sư lại không tỏ vẻ mà còn hào phóng như thế bình dị gần gũi không khỏi sinh lòng kính nể những lời khen cũng từ đó mà ra trong lúc nhất thời khách chủ cùng vui đây chính là hiện thực người bình dị thấp kém cũng sẽ bị người ta coi là yếu đuối, dễ bị bắt nạt, mà kẻ mạnh sẽ làm cho người ta sinh lòng kính nể. Sau yến hội, thừa dịp mọi người nghỉ ngơi, Cố Thành Phong bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Lúc trước trong đại chiến, hắn cũng không có thời gian tìm hiểu kỹ năng thiên phú mới đạt được. Hiện tại chuyện cũng đã xong, tất nhiên phải tìm hiểu cho kỹ rồi. Đầu tiên là kim cương thể, đúng như tên gọi của nó, Chính là thân thể như kim cương Lực phòng ngự so với mình đồng ra sắt Không biết mạnh hơn bao nhiêu cấp bậc Cố thành phong đoán chừng Dưới cương khí cảnh Có lẽ không thể phá vỡ phòng ngự của mình Số liệu cụ thể Còn cần khảo nghiệm thực chiến Sau đó là thiên phú ngự hỏa Giá trị của thiên phú này Tuyệt đối không thua kém kim cương thể Đơn giản mà nói Chính là trường ngự vạn hỏa Giống như viêm đế Có thể làm vạn hỏa thần phục có thể nói lại đụng phải kẻ địch có thể sử dụng hỏa diễm, đứng để cho hắn đốt, cũng không rớt được một sợi lông tơ, thậm chí còn có thể cướp đoạt, khống chế hỏa diễm của đối phương. Có thể nói là võ giả thuộc tính hỏa hoặc là khắc tinh của yêu ma. Ngoại trừ chỗ tốt mà hệ thống mang đến, còn lại chính là bạch cốt yêu hỏa do bạch cốt thượng nhân hữu tình cung cấp. Hơn vạn sinh linh bạch cốt luyện chế yêu hỏa, hỏa này tà dị khác thường có thể nói là không thứ gì không đốt được, uy lực lớn, thậm chí có thể uy hiếp đến tiền thiên tông sư. Bạch cốt yêu hỏa xem như bù đắp rất lớn khuyết điểm thủ đoạn công kích của Cố Thanh Phong. Sau khi kiểm kê xong, Cố Thanh Phong mang theo niềm vui thu hoạch, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, đoàn người cùng nhau lên đường, bởi vì đích đến đều là quận Ngô Đồng, cho nên kết bạn đồng hành, tuy rằng tất cả mọi người đều là võ giả nhưng tư vi thì không như thế nàng ấy là một nữ tử yếu đuối chỉ có thể ngồi kiệu từ từ chậm rãi đi vốn dĩ chỉ cần một ngày là có thể đi đến vậy mà lại đi mất hai ngày có điều khốn thanh phong cũng không sốt ruột dù sao thời gian cũng kịp và lại có người đẹp đồng hành điều đáng nói là trong khoảng thời gian này tư vi đã tháo mạng che mặt ra không biết là bởi vì quen thuộc với cố thanh phong hay là có tâm tư khác. Có điều những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là dung mạo dưới mạng chày mặt của tư vi thật sự quá đẹp. Đẹp đến mức nào, không chút hoa trương mà nói, vẻn vẹn chỉ kém hơn một chút so với tiểu thi mị. Tiểu thi mị có thể tự mình biến đổi dung nhan, tất nhiên là muốn xinh đẹp như thế nào thì biến thành như thế ấy nó tuyệt đối có giá trị nhan sắc tuyệt trần nhất trên thế gian này. Có thể hạn chế nó, chỉ có trí tưởng tượng của bản thân. Mà vẻ đẹp của tư vi lại có thể so sánh với mỹ nhân có thể biến hóa đó, tuy rằng không tuyệt trần, nhưng ít nhất cũng là đệ nhất mỹ nhân. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập ngày hôm nay bởi vì họng của trang hơi đau cho nên là hôm nay trang chỉ dừng lại tại đây thôi hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo xin chào